mụn ngay cái vành tai của bạn nha. Thì cái cục này em lúc trước em có chưa vậy Long? Dạ lâu lâu nó nổi một cục vậy. Ờ lâu lâu nổi cục vậy đúng không? Dạ tại cái vài bữa cái nó. Ừ vài bữa nó hết cái cục chỗ này á, thì khi nhiều khi nó nổi lên xong rồi tự nó rút xuống, nhưng nó còn dân mụn bên dưới á thì nó vẫn nổi lên lại. Thì bây giờ mình sẽ lấy sạch cho bạn nhưng mà cái cục này lấy chúng khoảng chắc một lần hai lần nó mới hết được, mà mình coi kỹ thuật lấy nha. Cái này phải 4-5 lần đi. Anh này có đeo lắm không chị? Hỏi bạn em với. Cái gì? Đau Long ơi. Bạn Long có đau lắm không bạn Long? Dạ đau. Trời ơi, khúc này lên truyền hình nó cũng đau đi Long. À dạ, cho em cắt khúc này nói lại. Ừ, cắt lại nha mọi người, cắt xin nó lại. Để hỏi lại, để hỏi lại. Bạn Long thấy lấy một có đau không bạn Long? Không đau, không đau. Không đau chút chiếu nào luôn mọi người, thấy không? Khách mình thiệt thà mọi người. Chiều nha. Tự nhiên hello hoài ra kiểu. Nãy hello idol giờ hello Hạnh. Bỏ ta hello lại. Bỏ hoài cho ai? Úi giời ơi, úi giời ơi, úi giời ơi, úi giời ơi. Nó chưa ra cái gì mà chị làm gì mà chị úi giời ơi với chị anh. Chị tính tăng độ gây cấn hả? Nó quả thêm cho nó. Trời ơi, nhức nhói con tim nha mọi người ơi. Mụn này đau lắm nè. Rồi hello hoài thì đó, nó ra cái chân rồi mọi người ơi. Thấy gì chưa? Đó, cái ra cái chân được rồi thì nó sẽ xẹp xuống nha, thấy chân không? Thấy không mọi người? Thấy lên tiếng cho mình biết mọi người thấy đi. Em đang quăn queo nha mọi người. Lấy không tay chị, đâu. Em bị lạnh cái giò. Để tí nữa chị cho điện giật cho phát. Ờ thôi. Sao lạnh. Nghe cái muốn lạnh cái sống lưng luôn chứ hết lạnh giò nè. Đúng biệt đội tấu hà luôn ý. Thiệt á, mình đang trọng chờ mấy khách giống vậy nè mọi người. Mình phái lắm luôn á. Gây bánh mì kèm nhanh vô. Đúng rồi. Ai thiếu môi dây nè là qua cho nè. Yếu. Nghe chị diễn tả ông ăn liền luôn. Béo. Em diễn tả mới ăn liền á. Em diễn tả à. Thôi. Mayo nè, cho mọi người khuyến mãi thêm cho mọi người một cục cái nữa nha. Quá. Nó đang hả? Cứng ngắt cả. Mà vậy cục này là sao trời? Xích thuốc cho nó ấy lên thôi chứ. Chị làm cho mấy cái cục này dễ ra lắm ấy. Để mua em sổ khuyên cho nó bùi bùi vậy nè. Ừ. Lâu muốn rồi đừng ép nó chị. Em đau. Đừng ép nó. Nó không muốn ra thôi đừng ép nó. Hài chết luôn á.